Các chuyên gia tại Lunet đã nghiên cứu phát triển thành công nước yến xào cao cấp Lunet Detox, thanh lọc cơ thể giúp làm đẹp da. Nước yến Lunet Detox được làm từ tổ yến tự nhiên từ Ninh Thuận và Khánh Hòa, giúp bồi bổ tăng cường sức khỏe với hàm lượng lên tới 15% tổ yến. Đặc biệt, Lunet Detox còn được bổ sung hydroxytyrosol chiết xuất từ trái ô liu, được chứng nhận bởi cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu, giúp chống oxy hóa và giảm lão hóa. Acid hyaluronic giúp tăng độ ẩm, duy trì làn da tươi trẻ, đàn hồi săn chắc. Nước yến xào cao cấp Lunet Detox thanh lọc cơ thể giúp làm đẹp da. Sản phẩm được bán tại các cửa hàng thuốc Long Châu trên toàn quốc.